Bà họ Tân. Thành phố nọ có một bà họ Tân, khoảng 50 mấy tuổi, sự nghiệp thành công, gia đình giàu có, quy y Phật đã nhiều năm. Bà hướng tôi kể lể những phiền não vô tận của bà. Bà có đứa con gái tên Minh Lan, bẩm sinh não bên trái phát triển kém nên ngôn ngữ hành vi không bình thường, chỉ người thân mới hiểu được những gì nó muốn nói. Hơn nữa, hễ gặp tình huống lính quýnh bực phiền là chứng động kinh phát tác. 20 năm nay, bà vì con nếm đủ vất vả gian lao, không cần kể cũng hình dung được. Nhưng mới đây lại xảy ra một việc phiền toái nữa. Lý Sơn là nhân viên bảo an khu vực thuộc bà cư ngụ nên hay lui tới chơi, sẵn tiện bà cũng nhờ anh trông chừng Minh Lan giùm. Đừng để nó đi ra ngoài, sợ con mình đi lạc không biết đường về nhà. Do Minh Lan thường xuyên tiếp xúc với anh Lý nên dần dà phát sinh tình cảm. Cô hay lấy thức ăn nhà mình đem cho Lý Sơn. Anh đối với cô cũng rất thân mật. Khi bà Tân phát hiện ra điều này thì nảy ý muốn lo hôn sự cho con gái. Nhưng gia cảnh Lý Sơn rất nghèo, đến giờ vẫn còn mang nợ ngập đầu. Anh ta ra điều kiện với bà: nếu muốn anh cưới Minh Lan thì trước tiên bà phải lo trả nợ thay cho gia đình anh. Điều này chứng tỏ Lý Sơn chẳng hề có tình cảm yêu thương gì đối với Minh Lan. Phần Minh Lan thái độ cũng thất thường, vô chừng, vô đổi. Hễ bàn đến việc lấy chồng thì cô bảo chưa muốn kết hôn sinh con. Thế nhưng suốt thời gian Lý Sơn về quê, do không được gặp anh nên cô hay phiền bực, cáu gắt. Là mẫu thân nên bà rất lo, nếu như con như thế này mãi thì e rằng chứng động kinh sẽ bạo phát. Bà Tân rất thắc mắc, muốn biết do nghiệp báo nào mà mình lại sinh ra đứa con khuyết tật bệnh hoạn như thế. Dù nhà bà giàu có, tiền của kiếm được nhiều, nhưng lại không thể mua được hạnh phúc an vui. Bà hy vọng tôi có thể giải cho bà hiểu ra duyên cớ. Tôi quan sát một hồi rồi kể cho bà nghe. Vào những kiếp trước, Minh Lan có một đời đi lính là võ quan ích. Ở quê nhà đã có vợ thay ông chăm lo hầu hạ mẹ chồng. Nhưng ông ích này tính xấu tàn tệ, ở trong quân đội, ngoài việc tạo nhiều sát nghiệp ra, ông còn phạm lắm tội như khinh nam, hiếp nữ, rất ưa làm chuyện hái liễu, bẻ hoa. Khi nào tiện thì gửi cho gia đình ít tiền, nhưng rất ít khi chu cấp cho vợ. Sau khi bị chết trận rồi thì ông ích đọa vào địa ngục, mãn kiếp địa ngục thì sinh làm heo rừng. Phần vợ ông lo hầu hạ mẹ chồng, mãi cho đến khi bà qua đời, nàng vẫn tiếp tục sống cô độc khốn khổ cho đến khi tạ thế. Bà Tân kiếp trước từng là quan văn y, từ nhỏ nhờ cha mẹ tin thờ Phật nên y thường cúng dường Tam Bảo. Một lần cùng bạn bè đi săn, y đã bắn trúng vào não trái con heo rừng, khiến nó ngã lăn ra chết và bọn họ làm thịt nướng ăn. Nhờ đời trước ưa cúng dường Tam Bảo nên đời này bà Tân được giàu sang. Riêng ái nữ Minh Lan chính là con heo rừng từng bị bà bắn chết. Minh Lan do tạo tội ác bị đọa địa ngục, nên đời nay dù được sinh làm người, lục căn chẳng đủ. Đây là dư báo của kiếp làm võ quan háo sắc, sát sinh, tạo nhiều tội ác. Bà Tân nhờ kiếp trước tin Phật rộng tạo phúc điền, nhưng không giữ giới sát, ưa đi săn bắn giết chóc, vì vậy mà chiêu lấy ác báo. Con heo bị bà giết chết đầu sinh làm con, khiến ngay trong đời này bà phải gánh lấy khổ phiền vô tận. Người vợ đời trước bị võ quan bỏ bê, sống đời cô khổ, nay chính là nhân viên bảo vệ Lý Sơn. Hiện tại bà Tân phải sửa đổi mình. Trước tiên cần phải sám hối tội giết con heo rừng kiếp xưa, phải vì nó mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng cầu hóa giải oán hận. Cũng phải thường xuyên dẫn Minh Lan đến chùa cho tham dự các pháp hội, để nó được gieo duyên lành với Tam Bảo. Không nên nhốt nó mãi trong nhà, vì làm như vậy là thất sắc. Rất cần cho nó tập tiếp xúc làm quen với bên ngoài, bằng không Minh Lan ngày nào cũng bị giam hãm tù túng, cứ quẩn quanh nơi cư ngụ, khiến tầm nhìn bị gò bó hạn hẹp. Như thế thì chắc chắn bà sẽ phải gả nó cho Lý Sơn. Mà thực ra Lý Sơn có mưu đồ muốn chiếm tiền bạc gia sản nhà bà
nên bất đắc dĩ phải cưới Minh Lan. Vì vậy sau khi kết hôn xong, anh ta sẽ nhàn nhã đi hái hoa bắt bướm, viện cớ là phải chăm sóc Minh Lan nên không thèm làm việc gì. Tương lai anh sẽ ở nhà họ Tân, diễn cảnh ngồi không mà ăn thì núi cũng lỡ. Còn bà Tân không những phải dùng tiền để trả nợ mình đã thiếu mạng con heo, còn phải thay con heo trả khoản nợ nó đã thiếu cô vợ trong kiếp trước. Kể xong, tôi kết luận trong các tội sát sinh là nặng nhất. Nếu không đoạn trừ ăn mặn thì sau này sẽ khổ vô biên. Mong bà phát tâm tu sửa để lìa khổ, không những phải sám hối các tội mình đã tạo ra mà còn phải độ cho Minh Lan và Lý Sơn, giúp cả hai bước vào con đường học Phật. Tôi xin đem công đức viết ra câu chuyện cảnh tỉnh thế nhân này hồi hướng cho bà Tân và Minh Lan, hy vọng họ nỗ lực học Phật tinh tấn. Cầu cho Minh Lan trí huệ tăng trưởng, tương lai có thể tự lo liệu được cho đời sống của mình. Sám văn. Đệ tử chúng con, ngày nay ở trước mười phương tam bảo phát tâm Bồ Đề, nguyện từ nay cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát không thối lui, hằng sinh tâm độ thoát, che chở chúng sinh. Chúng sinh chưa thành Phật, chúng con thề không chứng quả trước chúng sinh. Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, hết thảy thánh hiền chứng minh, khiến hết thảy hạnh nguyện chúng con đều được thành tựu. Giải thích. Nhiều đời tích lũy thiện nghiệp phúc đức mới có thể mang được thân người ngày nay. Nếu không thể xuất ly tam giới, không thoát được khổ sinh già bệnh chết, thì khi mệnh hết phúc tận lại sa vào cõi ác, biết bao giờ mới gặp lại Phật Pháp để mà tu. Điều này rất khó được. Nếu đời này không lập đại nguyện phát tâm Bồ Đề vô thượng thành tựu đạo nghiệp thì sau này chẳng có hy vọng đâu. Bởi vậy hôm nay đại chúng nhờ Phật duyên dẫn dắt tụ hội cùng nhau, không nên để lỡ mất duyên lành, nhất định phải tha thiết phát tâm vô thượng Bồ Đề. Sám văn. Kinh Đại Tập dạy rằng, ví như trong nhà tối trăm năm chỉ thắp một ngọn đèn thì có thể phá tan si ám. Vậy chớ nên cho một niệm phát tâm là nhỏ, là không quan trọng mà chẳng nỗ lực. Đệ tử chúng con tên, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tâm không đắm trước cõi trời cõi người, không cầu chứng tiểu quả thanh văn duyên giác, mà chỉ cầu đại thừa, cầu được nhất thế chủng trí, cầu thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, thành bậc chánh giác. Xin nguyện hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát thánh hiền đem sức bổn nguyện chứng giám hộ trợ, nhiếp thọ cho chúng con sinh ở đâu tâm đều kiên cố không thối chuyển. Giải thích. Lời sám này bất kể tương lai mang thân gì, thọ khổ gì, cũng đều không thối mất đạo tâm hôm nay. Khi tâm tư mê tối, thân khẩu ý hành sự điên đảo ngu si, cử tâm động niệm không đâu mà chẳng là tội, mà chẳng là nghiệp. Nguyện thâm nhập kinh tạng, trí huệ tăng trưởng, nghiêm trì giới luật, tu sửa bản thân, hướng dẫn chúng sinh có duyên với mình, thâm nhập tri kiến Phật, thành tựu đạo nghiệp. Phát nguyện. Nguyện tam bảo gia hộ chúng con tên, có những thệ nguyện gì đều được thành tựu, sinh ở đâu thường không quên mất các lời nguyện hôm nay, và được viên mãn vô thượng Bồ Đề thành chánh giác. Nguyện từ nay trở đi đời đời kiếp kiếp, dù ở khắp mọi nơi, chúng con thường nhớ đến phát tâm Bồ Đề, khiến tâm Bồ Đề tương tục không đoạn, thường được phụng sự cúng dường vô lượng vô biên hết thảy chư Phật Bồ Tát ân sư, thường được hộ trì hết thảy kinh điển đại thừa phương đẳng, lễ phẩm cúng dường luôn được đầy đủ. Từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp thường được phụng dưỡng báo ân sâu của cha mẹ, muốn dâng cúng gì cũng không thiếu. Nguyện từ nay trở đi, đời đời kiếp kiếp thường được gặp gỡ hết thảy vị quốc chủ có đại thế lực cùng chúng con hưng hiển tam bảo, làm cho Phật Pháp không đoạn tuyệt, thường được trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Các cõi ấy không có những danh từ tam ác bát nạn. Nguyện bốn vô ngại trí, sáu thần thông hằng được hiện tiền,
dùng đây để giáo hóa hết thảy chúng sanh. Giải thích: phát nguyện vô cùng quan trọng đối với người học Phật. Vì nghiệp lực chúng sinh không thể nghĩ lường thì nguyện lực cũng không thể nghĩ lường. Nếu muốn thành Phật, nhất định phải phát Bồ Đề tâm, lập Bồ Đề nguyện. Chư Phật Bồ Tát trong lúc tu nhân đều phát đại nguyện. Phật Thích Ca có 500 đại nguyện, Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền có 10 đại nguyện. Sám văn: nguyện nhờ quay đức từ bi của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy hiền thánh tăng, khiến chúng con sinh ra nơi nào, những thể nguyện đã phát đều được tùy tâm tự tại. Nguyện tu đạo Bồ Tát không bị chướng nạn trở ngại, chúng con đến đâu cũng thường kiến lập đạo tràng, làm đại Phật sự, tâm được tự tại, vào được hết thảy các môn thiền định, mở cửa tổng trì, rõ bài Phật quả, rưới nước cam lồ, trừ ma quán cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được pháp thân thanh tịnh nhiệm màu. Lại nguyện hết thảy thiên chủ, tiên chủ, thiện thần, long thần, đem thiện căn từ lực, vì ủng hộ tam bảo mà ngay đây chứng giám cho chúng con, khiến chúng con tất cả hạnh nguyện đều được viên mãn tùy theo ý muốn. Giải thích: nếu có trí huệ thì những việc ta làm đều không phí hoài, có thể tùy bệnh cho thuốc. Trong kinh Di Giáo Phật thuyết: chư tỳ kheo các ông, nếu có trí huệ ắt không tham trước, thường tự tỉnh giác, không để phạm lỗi nên được giải thoát. Nếu chẳng như thế là kẻ phi đạo, cũng chẳng phải hàng bạch y, cũng không có danh gọi chi. Người có trí huệ sẽ như thuyền kiên cố vượt qua biển sinh lão bệnh tử, là đèn lớn soi phá si ám vô minh, là thuốc hay chữa lành tất cả bệnh, là búa bén chặt đứt cội rễ phiền não. Vì thế nên các ông cần quân bồi văn tư tu để phát huệ mà tự tăng lợi ích. Người có trí huệ dù không có thiên nhãn nhưng vẫn là kẻ có kiến giải sáng suốt. Người có trí ắt sẽ thường tự tỉnh giác quán sát, không để phát sinh bất kỳ lỗi lầm nào. Phật nhiều lần tán thán nói rằng: chỉ có người tu hành như thế mới thật sự đạt được giải thoát. Và Ngài ví họ như thuyền kiên cố, có thể độ vô lượng chúng sinh thoát ly khổ hải, như đèn lớn soi đường cho nhân sinh. Những lời khai thị khéo léo của họ giống như thuốc thần chữa lành bệnh người hữu duyên. Phật ví phiền não như đại thọ, nhưng hễ người có phiền não mà nghe vị có trí huệ này dạy thì sẽ thường phản tỉnh tự quan sát, không để phạm lỗi, giống như búa bén chặt cây, khiến phiền não tiêu trừ. Đây gọi là phương tiện trí huệ, tùy căn hóa độ, tùy bệnh cho thuốc. Phật dạy nếu là đệ tử Ngài đều phải tuân hành y theo giới Phật, thường tự tỉnh khéo quan sát mình, không để phạm lỗi. Được vậy thì tu bất cứ pháp gì đều có thể thành tựu, bằng không thì chẳng phải là kẻ tu hành, nói gì đến thành tựu. Đối với tất cả chúng sinh phải từ bi hỷ xả, ác tri thức cũng là tri thức, cũng giúp chúng ta thành tựu. Cho nên cần phải thay ác tri thức quy y tam bảo, hy vọng họ sớm đoạn ác tu thiện, thoát ly cõi khổ, thành tựu Phật quả. Sám văn: Đại Thánh Thế Tôn uy nghi cao tột, thần trí nhiệm màu, là vua chư thánh, tam đạt chiếu tỏa, chúng tà ẩn tàng, thấy ác liền cứu, thuốc lành tế khổ. Giải thích: tam đạt gồm thiên nhãn túc mệnh lậu tận thông, nơi La Hán gọi là tam minh, nơi Phật gọi là tam đạt. Vì không những biết mà còn sáng nên gọi là minh, không những minh mà còn thông đạt nên gọi là đạt. Lậu tận thông là đoạn trừ tất cả phiền não tham sân si mạn nghi vân vân, bao gồm phiền não thô lẫn tế. Lậu gồm tài sắc danh thực thủy, bạn chấp trước gì tham ái gì thì đều là lậu. Nếu đem so
xác thân chúng ta với một cái bình nhựa, thì bạn tham tài giống như dùi vào bình một lỗ, tham danh thì dùi một lỗ, tham lợi, sắc, ăn uống, chơi ngủ, mỗi mỗi đều dùi một lỗ. Như vậy thì bình này có vô số lỗ. Nam nữ hành dâm là đại lậu, gây ra lỗ thủng lớn nhất. Cho nên hễ đa hành dâm thì tinh mệt, lực tận, sẽ khiến người mau mất mạng. Hãy nghĩ xem, nếu một cái bình có đầy lỗ thủng lớn nhỏ chi chít thì đã thành đồ rỉ chải, muốn chứa đầy nước cũng không sao làm được, bởi có quá nhiều rò rỉ. Cho nên người tu cần phải hành pháp gì để thành tựu? Phải hành pháp tu bổ ngăn rỉ lậu tự thân. Ngài Tuyên Hóa giảng có 6 cách: không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không vọng ngữ. Chữ cầu trong cụm từ không cầu là bao gồm ý nam cầu nữ, nữ cầu nam. Nói đơn giản là phải đoạn dục khử ái. Vậy nên đoạn dục nào, khử những ái nào? Trong giới luật Phật giảng cho đệ tử có liệt kê rất nhiều. Là đệ tử Phật thì phải nhiếp tâm giữ giới. Nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ, gọi là tam vô lậu học. Lậu tức là dục, có dục thì có phiền não, dục hết thì phiền não hết, phiền não hết thì trí huệ bừng khai, đắc tam thân trí huệ, ngũ nhãn lục thông cứu cánh viên mãn, cùng trí huệ Phật tương đương. Cho nên trong 84,000 pháp môn, chúng ta tu pháp gì cũng đều được cả, miễn là đừng quên ngăn rỉ lậu. Nếu không bích lỗ thủng thì tu pháp gì cũng không thành. Nếu lúc nào cũng biết bích lậu thì bất luận là xuất gia hay tại gia, bất kể bạn tu tông phái nào, đều có thể thành tựu tam đạt Phật trí. Trong sinh hoạt thực tế, không hiểu Phật pháp thì là phàm phu, ôm phiền não vô tận, khổ vô biên. Nếu minh bạch Phật pháp thì phải áp dụng trong thực tế, giữ tâm mình thanh tịnh, đoạn ác, tu thiện, diễn ly tài sắc danh lợi, như như bất động. Được vậy sẽ hay chuyển phiền não thành bồ đề, thì giác ngộ là Phật. Tự tính vốn viên minh, thanh tịnh vô nhiễm, bỏ hết vọng tưởng chấp trước tức là Phật. Nhẫn những điều khó nhẫn, hành những điều khó hành, chịu nhọc thay người, thành nhân chi mỹ. Thường thấy lỗi mình, chớ nói chuyện phím, chớ bàn lỗi người. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng đến tối, một câu niệm Phật chẳng gián đoạn. Xem tất cả mọi người là Bồ Tát, chỉ duy mình là phàm phu, có thể y theo đây mà tu, quyết định giải thoát, ly khổ đắc lạc. Nói rõ quả báo. Vì ác nghiệp mà phải đọa trong 3 đường dữ, đi khắp ác thú, sinh ra ở nhân gian, phải chịu trả báo đau khổ. Quả khổ này đều do nhân đời trước chiêu cảm nên, xả thân này chịu thân khác, cứ trả báo mãi mãi không thôi. Bởi thế chư Phật và Bồ Tát dùng thiên nhãn xem, thấy chúng sinh trong 3 cõi khi hết phước rồi, cứ theo nghiệp mà đọa lạc vào các chỗ khổ. Thấy chúng sinh từ cõi trời vô sắc giới, hết phước mạng chung, đọa xuống cõi trời dục giới. Vì hết phước nên có khi cũng đọa làm cầm thú. Những chúng sanh ở cõi trời sắc giới khi hết phước phải đọa từ chỗ thanh tịnh đọa xuống dục giới là chỗ không thanh tịnh, từ chỗ không thanh tịnh lại thọ dục lạc. Chúng sinh ở 6 cõi trời dục giới khi hết phước cũng đọa xuống địa ngục chịu vô lượng khổ. Chư Phật và Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh nhân gian nhờ tu thập thiện được sinh làm người, nhưng thân người cũng có lắm khổ, khi mạng chung phần nhiều lại đọa vào các đường ác. Lại thấy chúng trong cõi súc sinh chịu lắm khổ, bị đánh đập, chở nặng, đi xa, nếm đau đớn cắt da, chịu trầy dai trợ cổ, bị sắc nung đóng dấu. Lại thấy cõi ngạ quỷ thường đói khát, hằng bị lửa thiêu thân, nếu không có chút thiện, vĩnh kiếp không thể giải thoát. Nếu có được chút phước thì được sinh lên làm người, nhưng thân hình gầy yếu, nhiều tật bệnh và bị yểu mạng, chết non. Giải thích: do thời gian không gian bất đồng, một ngày ngắn ngủi tại nhân gian thì ở địa ngục
có thể là trăm ngàn năm rồi. Có người lý luận, tôi mà chết rồi thì sẽ nhờ con cái siêu độ cho, nên bây giờ dẫu ăn chút thịt nào có nhầm gì. Ai mà ôm quan niệm này, xin hãy xem kinh Địa Tạng, trong đó có ghi rõ là do chúng sanh xem thường, nghĩ đây là ác nhỏ, nhưng tạo ác dù nhỏ thì chết rồi vẫn phải lãnh báo, chút mãi mai đều phải trả. Tuy cha con tình thâm, cũng đường ai nấy đi, dẫu có tương phùng cũng chẳng chịu thay cho nhau được. Người sát sinh tạo nghiệp xấu nhiều, một khi chết đi sẽ lập. Cho nên tôi khuyên các bạn đã tin Phật rồi thì nên mạnh dạn dứt tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, hãy từ bỏ và đừng ỷ y vào thuyết có thể ăn tam tịnh dục, bởi vì đây chỉ là phương tiện tạm Phật dành cho người sơ học. Do không thể một lần dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, nên tạm cho họ phương tiện để họ dần dần sinh khởi tâm từ. Trước tiên cho họ tịnh tai, nhãn, nhĩ, nghĩa là tạm được ăn ba loại thịt, không do mình ra tay giết, mắt không thấy người giết, tai chẳng nghe tiếng vật rên xiết lúc bị giết, gọi đây là tam tịnh dục. Và khuyên họ ăn chay 10 ngày trai, tất cả đều là phương tiện tạm mà thôi. Sám văn. Đại chúng nên biết, thiện ác như hai bánh xe lăn chưa từng tạm nghỉ, quả báo cũng tiếp nối xoay dần không dứt. Sang quý bần tiện tùy nghiệp tạo ra, đều do gieo nhân nên mới chiêu quả. Vì vậy kinh nói, làm người giàu sang quốc dương trưởng giả là do đời trước lễ bái phụng sự tam bảo. Là người đại phú là do đời trước bố thí. Làm người sống lâu là do đời trước giữ giới bất sát. Làm người xinh đẹp là do nhẫn nhục. Làm người có tài sáng suốt hiểu rộng thấy xa là do tu trí huệ. Làm người có âm thanh trong trẻo là do hay ca vịnh tán thán tam bảo. Làm người sạch sẽ không bệnh là do có từ tâm. Làm người cao lớn xinh đẹp là do nhân khiêm cung. Là người thấp lùn là do tánh kiêu căng khinh người. Làm người xấu xí là do hay sân giận. Làm người ngu si là do không chịu khó học hỏi. Làm người đần độn là do không chịu dạy bảo người. Làm người câm ngọng là do đời trước hay nói lời dối gian, quỷ bán tam bảo. Làm người hạ tiện, bị kẻ khác sai khiến là do đời trước mắc nợ người không trả. Làm người da đen xấu xí là do đời trước ngăn che ánh sáng quang minh của Phật. Giải thích. Để ấn chứng câu làm người đại phú là do bố thí mà được, tôi xin kể câu chuyện Phạm Trọng Im. Lúc Phạm Trọng Im 2 tuổi thì cha mất. Mẹ ông do nhà nghèo nên bất đắc dĩ phải tái giá. Khi ông tạm lớn chút, hiểu việc rồi, liền gạt lệ từ biệt mẫu thân, đến ở nhờ nơi Phật tự khổ học. Cũng nhờ thiện duyên này mà từ nhỏ sớm được nghe Phật Pháp. Nhờ ốc cần khổ phấn đấu siêng năng học tập, lớn lên lại có tính ưa bố thí hành thiện, rộng gieo phúc điền. Lúc ông làm quan thì lo tu sửa chùa, cúng dường chư tăng tại xứ đó. Hồi Phạm Trọng Im còn ở chùa học tập, từng phát hiện ra cái hầm chôn dấu vàng trong chùa, nhưng ông không chiếm lấy mà cho lắp che lại như cũ, chẳng lấy một tơ hào. Đến lúc ông ra làm quan, khi tăng chúng cần trùng tu chùa hư nát cầu cứu ông, ông mới bảo tăng nhân trong chùa hãy lấy vàng này ra tu bổ tự viện. Vào cuối đời, ông lại hiến nhà mình cho tự viện, bổng lộc mấy mươi năm dành hết vào việc tạo phúc điền, hành thiện tích đức. Ông từng thiết lập nghĩa điền để cung cấp nuôi dưỡng 300 hộ con em nhà nghèo. Khi ông nghe thầy phong thủy nói nhà ông tại Tô Châu có phong thủy tốt, đời con cháu ắt sẽ làm nên chức công khanh, thì lập tức cho đổi nhà này thành trường, thu nhiều con em đến học, lấy đây làm cơ sở giáo dục đào tạo nhân tài cho quốc gia. Tục ngữ nói giàu không quá ba đời, nhưng gia tộc Phạm Trọng Im lại hưng dượng đến 800 năm. Bốn con của Phạm Trọng Im
không những quý hiển đến chức công khanh, có đạo đức tột cao, mà còn luôn noi theo phong cách của cha, xã tài cứu đời, con cháu họ làm quan tại triều, nhiều đời không dứt. Nhân quả báo ứng chân thật không dối, như bóng theo hình, chưa từng đình chỉ. Hôm nay chúng ta được tướng mạo cao đẹp, giàu sang phú quý, đều nhờ nhân lành đời trước đã gieo, nên mới chiêu cảm quả tốt như thế. Chỉ có người y theo Phật Pháp tu hành mới có thể chuyển biến mệnh vận không tốt của bản thân. Chẳng phải đời nay tu đến đời sau mới có thể chuyển, mà là tùy theo sự minh lý của bản thân và mức độ đoạn ác tu thiện mà mệnh vận sẽ bắt đầu phát sinh thay đổi ngay trong hiện tại. Không những ác bệnh tiêu, sự nghiệp thuận lợi, mà ngay cả dung mạo, thân thể, địa vị đều có thể chuyển biến. Thường giảng Phật Pháp, da đen sẽ dần biến thành trắng. Thường niệm Phật, xướng danh Phật, có thể khiến âm thanh chuyển thành hay, dễ nghe. Người thường dùng hoa tươi cúng Phật, dung mạo sẽ đổi thành mỹ lệ trang nghiêm. Người ác cũng sẽ đứng xa mà kính. Hiện nay trong nước, tôi nghe kể không ít người nhờ ăn chay tụng kinh Địa Tạng, tuy bệnh hoạn cũng chẳng trị lại không cánh mà bay. Còn có nhiều thai phụ vì thai nhi tụng kinh Địa Tạng, thấy điều sinh con dễ dàng, hài nhi có dung mạo xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh như ý. Bạn đừng cho đây là chuyện thần thoại hay là chuyện quan tưởng, không tưởng. Xin hãy tìm xem các cuốn Báo ứng hiện đời, những chuyện tôi kể ghi trong đó toàn là người thật, việc thật. Được người trong cuộc đồng ý, tôi xin đăng thư một vị độc giả cư sĩ gửi cho tôi, mục đích là để chư pháp lữ và người có nhiều bệnh hiểu rõ nhân quả, nghiêm túc tuân giữ ngũ giới, dứt mặn ăn chay, chí thành sám hối các tội đã làm. Như vậy mới có thể tu hành chánh đạo, khiến ác bệnh hồi phục. Thư này là họ viết cho tôi, nhưng do muốn độc giả tin thư này là hoàn toàn sự thật, nên tôi chép y nguyên văn. Nhưng trước khi in, tôi có cho đổi tên địa điểm và danh tính thật của người trong cuộc, hầu tránh phiền toái cho đương sự. Hơn nữa, có những từ người viết dành cho tôi quá tán dương, nhưng tôi biết mình rất rõ, nếu không phải do tôi may mắn được gặp Phật Pháp, thì có thể tôi sớm đã đọa địa ngục rồi. Tôi tuyệt không dám nhận những lời này và không dám có chút tâm kiêu mạn tự đại. Sau đây là nguyên văn lá thư. Giáo sư Quả Khanh tôn kính Vạn An. Tôi năm nay 37 tuổi. Vào mùa thu năm 2000, tôi phát hiện ngực mình có khối u. Bác sĩ chẩn đoán khối u đang phát triển sinh sôi. Từ đây tôi bắt đầu chữa trị. Đến mùa xuân năm 2006, khối u nơi ngực tăng lớn dữ và lan đến phía dưới nách. Tôi đi Bệnh viện Nhân dân thành phố khám, kết quả là bị ung bướu tuyến sữa. Ngày 6 tháng 3 năm 2006, tôi nhập viện tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngực, tổng cộng trị liệu khoảng 6 lần. Trong thời gian trị liệu, tôi làm theo lời hướng dẫn của cha mẹ, hằng ngày tụng 10 biến chú Đại Bi và một bộ kinh Địa Tạng. Vào ngày 25 tháng 7 thì tôi quy y Phật Môn, đồng thời thỉnh các sư cùng cư sĩ tụng hai đợt kinh Địa Tạng, mỗi đợt tụng 108 bộ. Nào ngờ đến trung tuần tháng 8 lại phát hiện mình có thêm mấy khối ung bướu nhỏ. Theo như bệnh viện thành phố chẩn đoán là bướu đã lan đến gáy, lập tức phải cho xạ trị các vùng gáy, ngực và phối hợp với uống thuốc. Bác sĩ xác định một khi ung bướu lây lan, muốn trị lành hy vọng không cao, cho dù có xạ trị thì cũng không thể tiêu trừ ung bướu. Lúc này tôi và thân nhân đều kinh hoàng. Tôi như người không còn hồn vía, đang rơi vào hố thẳm tuyệt vọng, cảm giác như tử thần đang từng bước tiến đến sát bên uy hiếp mình. Đã tiêu tốn hơn 8 vạn rồi mà không thể trị lành bệnh. Cha mẹ tôi đều là người tin Phật, niệm Phật. Họ đã nhiều lần nghĩ suy, vì sao đã niệm Phật, tụng biết bao kinh chú, cũng đã tổ chức lễ siêu độ cho các quan gia trái chủ rồi,
nhưng do đâu mà không đạt được cảm ứng? Nhất định là chúng tôi đã có làm sai chỗ nào đó. Trong lúc lâm vào đường cùng, tâm rối như tơ, vô phương giải quyết, thì cha tôi sực nhớ đến người bạn đạo là Chu cư sĩ. Ông quyết định dù thế nào cũng phải tìm cho bằng được giáo sư Quả Khanh để cầu ngài giúp đỡ, giải thích cho chúng tôi hiểu nguyên nhân là do đâu. Nhờ nhóm cư sĩ Thượng Hải giúp, cho nên cuối cùng đến hôm mồng 6 tháng 4 thì chúng tôi liên lạc được với ngài. Khi Chu cư sĩ kể bệnh tình của tôi, ngài rất nhiệt tình, rất từ bi, cho ngài đáp án rằng: một, hãy bảo bệnh nhân lập tức bỏ mặn ăn chay. Nếu vừa ăn mặn vừa tụng kinh thì không thể nào đạt được lợi ích. Hai, phải chân thành tha thiết sám hối những tội sát đạo dâm vọng đã tạo trong đời này, đặc biệt là các mối quan hệ tình ái lăng nhăng, phải sám hối triệt để. Ba, phải liên tục quỳ tụng kinh Địa Tạng. Bốn, nếu người nhà, nếu ai bỏ mạng ăn chay cũng có thể tụng kinh Địa Tạng trợ giúp. Cơ hội chỉ có một lần, bảo bệnh nhân ngàn vạn lần không nên bỏ qua, đừng làm lỡ mất cơ hội này. Khi chúng tôi được ngài khai thị như thế rồi, cả nhà đều mừng rỡ và hổ thẹn. Mừng vì gặp được vị giáo sư cứu tinh chỉ điểm, mạng tôi ắt được cứu. Hổ thẹn là rõ ràng biết mình không nên ăn mặn, đã hiểu rõ tội mình sâu nặng, nhưng lại không chân thành sám hối. Từ lúc được ngài chỉ dạy rồi, hằng ngày tôi tụng chú Đại Bi kinh Địa Tạng. Đêm đến, vào buổi khuya yên tĩnh, tôi quỳ trước Phật Bồ Tát, chí thành chắp tay rơi lệ đau khổ thống thiết, sám hối từng tội lỗi mình đã tạo ra trong đời này, kể ra hết những việc mà không ai hay biết. Đồng thời tôi lễ bái ngài tuyên hóa, cầu ngài từ bi gia hộ cứu vớt tôi. Tôi cứ làm như vậy thì chưa đến 10 ngày, vô tình phát hiện ung bướu của mình đã tiêu. Đúng là tật bệnh không cánh mà bay. Phật pháp quả là huyền diệu vô biên, không thể nghĩ lường. Phật lực cũng vi diệu, không thể nghĩ lường. Tôi đến bệnh viện thăm một số bạn bị bệnh. Bọn họ đều xạ trị nhưng không thể tiêu trừ ung bướu. Bác sĩ khám bệnh cho tôi tỏ vẻ vui mừng và vô cùng kinh ngạc. Các bạn bệnh thấy đều mừng cho tôi, các bạn đạo đều chúc mừng tôi. Giáo sư Quả Khanh, ngài đúng là bác sĩ tài ba, đã ban cho toa thuốc thần giúp chữa lành bệnh của tôi. Thông qua quá trình phát bệnh và lành bệnh này, tôi đã hiểu rõ và tin chắc rằng lời Phật dạy là chân ngữ, thật ngữ, bất vọng ngữ. Muốn được Phật pháp từ bi gia trì, ắt cần phải tu đúng pháp, y giáo phụng hành, phải nghiêm trì giới luật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Chỉ cần đối với những điều mình đã tạo, đã làm trong quá khứ, thành tâm ăn năn, hổ thẹn, sám hối, phát lồ, quyết lòng sửa sai không tái phạm, được vậy mới có thể tiêu diệt mọi quả ương bệnh tật, mới có thể chiêu phúc vô lượng. Giáo sư tôn kính, cảm tạ ngài đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Ngay đây tôi xin thay mặt toàn gia kính chúc ngài khang kiện trường thọ, gia đình hạnh phúc. Tôi nhất định chăm chỉ tu theo Phật pháp, nguyện làm người thuần thiện chân chính, thể nghiêm trì giới luật, tinh tiến tu hành, làm một đệ tử đúng nghĩa, xứng đáng trong Phật môn, hầu có thể báo đáp ân ngài và ân chư Phật Bồ Tát. Ngày 5 tháng 12 năm 2006, Phật tử Trí Tân xin kính thành đảnh lễ. Sám văn. Làm người sinh vào nước lõa hình là do ăn mặc mỏng manh xù xả, tự cho mình hơn người. Giải thích. Chúng ta xem báo đài, thấy đăng tin hiện nay trên thế giới còn vài bộ lạc sống lõa thể, gần giống như người thời nguyên thủy. Vì sao họ có tập quán này? Ấy là do đời trước họ có tính ưa khỏa thân phô bày trước người, còn kiêu ngạo, tự cho là mình đẹp, gợi cảm. Họ rất thích hở hang và ưa phơi bày quá mức, thường mặc y phục rất mỏng, ngắn, đến nỗi có mặc mà như không mặc, nghĩa là nhìn thấu hết, trông rất xuồng xả, cẩu thả. Có thể dùng từ đường đột. Đường là cẩu thả, đột là đột phá quan niệm thể diện liêm sĩ của con người. Họ luôn tự cho mình là có thân thể khỏe đẹp, khiêu gợi hấp dẫn hơn ai hết.
Điều này cũng cảnh báo giới trẻ chúng ta rằng mặc y phục chẳng nên hở hang khoe thân, bao gồm mặc bikini của nữ và chỉ mặc quần tam giác của nam. Những dạng ảnh chụp khỏa thân quảng cáo, nơi hình bìa hay phụ trang hoặc tờ rơi, mục đích nhằm khơi gợi tâm dâm của người. Nếu bạn không cẩn thận, đời này sau khi chết rồi, trước tiên sẽ phải đọa vào địa ngục. Thoát kiếp địa ngục thì làm súc sinh, mãn kiếp súc sinh thì đầu thai vào địa phương ưa sống lõa thể, trả báo đến lúc nào mới xong. Phải đợi những người do bị các hình ảnh khỏa thân gợi dục của họ mà sinh khởi tâm dâm, tu đến không còn tâm dâm nữa thì tội kia mới tiêu. Đây thực rất đáng sợ. Tôi hoàn toàn không nói dối hay bịa đặt chi đâu. Vì vậy tha thiết xin cảnh báo các nam nữ thanh niên, tuyệt đối không nên vì muốn chinh phục, muốn quyến rũ, muốn chơi nổi mà khoe thân ăn mặc hở hang. Nếu ai có tánh này thì cần phải sám hối cho việc tội, nên kiên quyết sửa đổi ngay. Sám văn: làm người sinh vào nước móng ngựa là do nhân đời trước mang giày dép đi thẳng vào chỗ thờ phượng tôn nghiêm, luôn tự cho mình cao ngon hơn người. Giải thích: vào thập niên 80, báo chí có đăng ở miền Tây Trung Quốc có một thanh niên hai chân hướng ra sau, hình dạng giống như móng ngựa, đi rất nhanh. Năm 2000, truyền hình cũng đưa tin có một nữ nhi hai bàn chân hướng ra sau, phải lên thành phố làm phẫu thuật. Đây chính là quả báo sinh nước móng ngựa như trong kinh đề cập. Do những người này đời quá khứ không tin nhân quả, bất kính tam bảo, từng tỏ thái độ kiêu mạn, để chân còn mang guốc dài sòng sọc đi thẳng vào đạo tràng giảng đường, nơi thờ phụng lộ vẻ ngang nhiên cao ngạo đứng trước người. Hiểu rõ điều này rồi, quý vị nhất định phải cẩn trọng chú ý, không nên tại đạo tràng giảng đường hoặc nơi tôn nghiêm mà có những hành vi vô lễ hoặc nói năng ồn ào, làm ảnh hưởng tới việc nghe pháp của người, bởi quả báo rất đáng sợ, không thể nghĩ lường. Sám văn: làm người sinh vào nước xuyên ngực là do đời trước bố thí làm phước xong rồi sinh tâm hối hận tiếc của. Giải thích: đến nay trên thế giới vẫn còn có những bộ tộc mà nam nữ ưa đeo khoen trước ngực giống như kiểu xỏ lỗ tai, và cho đó là đẹp. Vì sao họ ưa trang sức kiểu như thế? Là do bởi đời trước người này từng dùng tài vật bố thí cho người. Đây vốn là việc tốt tạo phúc điền, nhưng bố thí xong rồi lại hối hận. Do có tâm hối hận này mà bị sinh vào nước xuyên ngực. Há chẳng nghe kinh nói: khởi tâm động niệm, không gì mà không là tội là nghiệp hay sao? Chỉ một niệm hối hận đó thôi mà cũng lãnh quả báo. Nhưng e là những người có tâm hối hận không ít đâu. Nếu không sám hối thì làm sao có thể an được? Sám văn: làm người sinh trong loài hươu nai là do đời trước hay dọa nạt làm người khiếp sợ. Giải thích: câu này rất dễ hiểu, nghĩa là kẻ ưa hành ác hay bắt nạt khủng bố người, tương lai sẽ sinh vào loài nai quẳng, nhát gan sợ sệt. Nếu có ý khiến người kinh hoàng, tức phải làm nai, là do tội khủng bố người. Sám văn: sanh trong loài rồng là do cái nhân đời trước ưa trêu chọc, đùa tình. Giải thích: người dâm tâm nặng thường thích trêu hoa ghẹo nguyệt, quấy rối phụ nữ, rất ưa chuyện tình ái lăng nhăng. Chỉ một điểm này thôi thì kiếp sau khi mất thân người phải đọa vào loài rồng. Không phải làm rồng là không hay, nhưng rồng tuy có thần lực khéo biến hóa làm mưa, song cũng chỉ là loài súc sinh ở trên trời hoặc trong sông biển mà thôi. Các long vương hiện hữu nơi cõi ta bà này luôn có ba điều sợ hãi: một, rất sợ gió, cát nóng dính thân, nung đốt da thịt xương tủy; hai, sợ lâm cung bị cuồng phong bão tố nổi lên thổi bay mất y phục trang sức quý, khiến thân rồng phải hiện bài; ba, sợ lúc vui vẻ khoái lạc tại lâm cung bị chim đại bàng cánh vàng đến bắt ăn thịt. Làm rồng cũng chẳng được tự tại, do lúc làm người có tu
nên loài rồng ưa hộ pháp, rộng hành bố thí. Song cho dù tu thành rồng vàng, cũng có thể trở lại nhân gian làm đế vương, nhưng tâm dâm vẫn rất hừng thịnh. Bằng chứng là vua rất ưa tuyển mỹ nữ, ham chứa gái đẹp đầy tam cung lục viện. Nếu cứ mê buông thả tà dục, thì sau khi chết rồi phải sa vào ác đạo, trầm luân trong biển khổ sinh tử. Vì vậy phải cẩn trọng lưu ý, không nên có tính ưa bỡn cợt đùa tình, mà ngay cả ý niệm tà dâm cũng phải khắc phục, không để sinh khởi, luôn giữ tâm đoan chính. Sám văn. Thân bị sinh ghẻ lở là do đời trước ưa đánh đập ngược đãi chúng sanh. Đời quá khứ hay dùng roi giọt đánh đập hành hạ người và vật. Người thấy mình sinh hoan hỷ là do mình thấy người hay sinh hoan hỷ. Giải thích. Trong xã hội hiện nay, có nhiều người tính khó cảm thông hay ôm hận nên thường bị cô độc, khó sống hài hòa với người. Chi bằng nên hỷ xả, hằng giờ hằng phút dùng tâm hoan hỷ, mỉm cười đối với bất kỳ người nào mình gặp. Dần dà sẽ phát hiện ra giữa mình và người các mối giao hảo đã chuyển tốt, và cũng thay đổi được thái độ ưa nhăn nhó, bó hó, băng hăng, lạnh nhạt vốn có của mình. Đây là diễn tiến theo tự nhiên của luật nhân quả. Thật ra đối với tất cả chúng sanh phải nên từ bi hỷ xả. Đây cũng là lời dặn dò của chư vị minh sư dành cho chúng ta. Sám văn. Làm người hay bị bắt giam là do đời trước hay giam nhốt chúng sinh trong lòng, trong chậu,